Chào các bạn nha. Hôm nay rảnh rỗi cuối tuần mình làm cái chuồng gà, nuôi mấy con gà con. Đây các bạn. Thì mình làm cái chuồng gà này á, mình tận dụng cái hai cái ghế sắt, mình gác cái tấm tôn để cho nó khỏi mưa nắng. Thì tấm tôn này mình xin từ cái bữa ve chai á, mình mua nhưng người ta không có lấy tiền. Tôn nó xét hết rồi các bạn. Rồi mình để lên hai cái ghế và mình lấy mấy cây mình đè lên cho nó, gió nó khỏi bay. Trong cái chuồng gà này nhìn nó cũng mát. Phía trong này mình đổ ít cát để cho phân gà nó xuống nó đỡ thối. Ở đây có một cái bụi cây cũng mát. Cây này là cây ba chia các bạn. Ba chia sông Hinh á. Mùa này cây này nó cũng ra bông rồi nè. Đây các bạn nhìn bông rất là đẹp. Cây này mình trồng chắc hình như là 6 năm rồi các bạn. Nhưng mà phía sau này nó không có nắng á, thành ra nó cũng không được phát triển tốt. Mình trồng sau này mình lấy cái gốc. Rồi quay trở lại chủ đề chính là cái chuồng gà chúng ta. Thì mình làm cái chuồng gà này tính ra thì cũng không có tốn cái gì các bạn ạ. Nếu mà có tốn thì tốn cái tấm lưới nè. Tấm lưới bên ngoài đây mình mua hình như là 10-15 ngàn, không lâu rồi. Tại vì phía xung quanh là ba bức tường bê tông hết các bạn. Này, tận dụng cái ba cái bức tường này mình rào cái lưới lại, nuôi mấy gà con giải trí. Thỉnh thoảng thức ăn thừa mình cho nó ăn. Các bạn nhìn mấy gà này, các bạn có thể đoán ra gà này là gà gì không? Nhìn cái chân nó rất là to kìa các bạn. Đây mình nuôi 5 con, gà này nuôi cũng được 2 tháng rồi. Gà này mua giống là 120.000 con. Mình nuôi ở đây mình rào cái lưới này cũng thấp đó. Tại gà này nó cũng không có bay, cũng rất là dễ nuôi. Mình bỏ thức ăn thừa ở đây nó ăn hết các bạn. Mì tôm, mì tiết rồi gì thức ăn thừa mình bỏ ở đây ăn hết, ăn sạch luôn. Ăn sạch luôn các bạn. Đây, gà khá là dạng, mình đụng luôn. Con này nhìn chân nó rất là đẹp. Chân xù xì. Đây phía ngoài chuồng gà các bạn. Ba bức tường là bê tông. Bên ngoài là mình rào cái lưới nè, rào thấp thấp. Bên trong mấy con gà. Chuồng gà cũng mát mẻ. Phía trên có cái cây mẫn cầu. Phía trong kia thì có cái cây ba chia mát, lợp tấm tôn mát. Bây giờ mới làm xong rồi, chưa có làm cái máng thức ăn và bình nước cho gà. Đây mình chỉ để tạm máng nước và cái đĩa đựng thức ăn. Hôm nào rảnh rỗi mình lại chế cái bình thức ăn tự động và nước tự động cho mấy con gà này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.